to trưởng lên hả lôi? Hay là con nói đoạn nó không rõ. Thế là lúc cuối cùng cũng ngồi chuột trên trên hạt lợi đây Hùng ạ. Thế vợ chồng các cháu đi tìm các mù có việc gì đấy con? Cũng có không mẹ không? Ôi giời, bố không? Mẹ anh chị với chúng tôi chứ này khỏe á. Thế bao giờ thì các anh các chị lại về quê? Con xin lỗi cụ, cho con hỏi điều đầu tiên là cái mộ của cụ mà chúng con vừa mới xây xong ấy, có đúng vị trí đấy không? Mấy cái gì nữa? Về đến rồi thì sao đấy, cụ vừa có điều gì cụ dạy bảo chúng con thôi. À, con chỉ hỏi cụ là cái mộ của cụ ấy có đúng về chúng con nhận xây đấy là đúng chưa? Xây cho cuối năm ngoái à? Vâng. À Nhu. Vâng, cụ ơi, con hỏi tí nữa cái cháu nó đang ở bên Mỹ thì nó có bận nữa, con có ảnh hưởng gì không ạ? Tôi cháu cũng học anh cứ chị cứ ngồi đây đi. Dạ vâng ạ. Cái phần mộ xây anh bảo vừa mới xây. Vâng. Cái đấy nó không phải vừa mới xây, xây từ năm ngoái mà. Vâng, con xây hoàn thành từ năm ngoái. Con nhớ khánh thành các thứ là hoàn toàn năm 2019. Vâng. Chứ có phải năm nay đâu mà vừa mới xây. Vâng, đúng rồi. Anh nhớ chưa? Dạ, đúng rồi. Không có ảnh hưởng gì cả. Không, con hỏi là có đúng vị trí đấy không? Đúng cụ là ở chỗ đây không? Không phải cụ nhà anh đâu. Mà cụ nhà thằng Mười. Đúng rồi. Đấy là được chứ gì? Dạ. Thế thằng Mười nó đẻ ra anh à? Vâng. Thì nó cụ đấy. Vâng. Thế mà cứ nhiều người cứ bảo không phải. Người thì bảo các ông các cháu về xây nhà. Vâng. Con nhớ chưa? Mộ cụ mình không xây lại xây cho người ta. Vâng. Nhưng mà bây giờ sợ không ấy chuẩn thì tốt nhất phải một thằng xuống kiểm nghiệm. Thì chỉ có một đứa là phải xuống dưới này ở mấy các cụ xong rồi xem là tình hình nào, xong lại lên báo là đúng hay không, chứ bây giờ ở trần gian cứ đứa bảo đúng đứa bảo sai, đứa thì ra tạ đứa thì không ra tạ. Vâng. Đứa này ra vãi các cụ, đứa thì đứng thẳng cẳng lên chắc gì là phải. Đây, thế thì bây giờ có mấy anh mấy các cháu nó cứ bảo không phải, nên là nó còn không về nó tạ. Thế tôi bảo đứa thì phải tạ, đứa thì không tạ. Vâng. Thế nên là anh xây ấy, nương tâm anh là tôi chúng tôi bảo vệ. Vâng. Quê ta là quê Thái Bình, con nhớ chưa? Vâng. Tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành. Vâng. Anh chị nên làm đội sinh sống lập nghiệp trên đấy, chúng tôi cũng bù chi cũng chi cho. Vâng. Anh ngẫm đi, con anh có ngoan nào không? Dạ thì các cháu thì cũng gọi là được tạm được. Nó không cờ bạc. Vâng. Nó không nghiện hút. Vâng. Đấy là phải là được. Vâng. Thế mà bây giờ tôi cho con cái anh đi sang bên kia để công tác vừa. Để cho công ta học du học xong rồi sau này đi về công tác chứ. Dạ. Thế bây giờ để tôi sẽ giúp cho để cho thuận buồm suy gió. Tôi không ví dụ bây giờ bên đấy chết như ngã dạ, tôi run rủi cho con anh nó tránh được. Dạ, không đấy được. Để đây các anh các chị đỡ đau tâm đâu là. Không bây giờ mà nó mà xảy ra cái gì anh chị mới là người khó. Dạ. Nước mắt ngắn nước mắt dài. Hiểu chưa đồng chí Hùng? Dạ. Ông Nguyễn Sinh Hùng. Hả? Vui tính. Thì tao bầu cho mày. Là họ Phạm Văn của. Nhưng mà bây giờ họ Phạm Văn nhưng mà cụ mày tên là Hùng, cụ cho mày nó làm ông cán bộ cao cấp nhà nước luôn. Như con hết tuổi rồi. Hết con tuổi nghỉ rồi. Anh nghỉ hưu nhưng anh vẫn là được vào đảng. Được ăn nói được các cụ lân lên, con nhớ chưa? Thế giảm các cụ đỡ cho vợ chồng mày ở nhà lo lắng là không biết con mình bên đấy ra sao. Cháu ạ. Bây con cháu chắc nhà mình thế nào, có dính vào cái kia không? Con nhớ chưa? Thế anh khấn thế nào thì chúng tôi phù hộ cho cháu vẫn điện đóng bình thường, có vấn đề gì đâu. Vâng, vừa rồi này chúng con lo là cái dịch Covid ở bên Mỹ nó phức tạp thôi. Sợ cháu nhà mình gánh cái gì? Sợ cháu mình gánh cái vận hạn là đây giống người ta gì? Nhưng chắc nó có làm sao đâu. Không nó vẫn thỉnh thoảng nó gọi điện vẫn điện đó cho bố mẹ nó bảo là nó cách ly triệt để cứ ở nhà thôi, nó không ra đường, nó online chúng tôi sang tận nơi. Dạ, dạ, và nó vẫn điện đóng cho mẹ và ông bà vẫn đẻ. Dạ, đúng rồi. Thì làm sao mà nó chết không, con sợ rằng là nó ở đấy nó có bị lo thôi. Đúng, ở đấy là
có vùng dịch, cháu mình đúng làm trung tâm vùng dịch. Thế nhưng mà có chết được sao? Có việc gì cũng phụ hộ. Chỉ có mỗi một việc là ở nhà ông bà mẹ cha lo lắng thôi. Dạ, vâng. Chứ còn chả có làm sao cả. Dạ, ai chết thì ta cứ chết, còn đâu để nhà mình sống chứ. Dạ. Thế nhưng tôi hỏi anh Hùng này, cái đợt mà xây mồ mả năm ngoái đấy, chúng nó đấy bán bổ tổ tiên, nó bảo là đệ mồ cha khóc khóc nó mối đấy. Thế lúc đấy anh thấy các cháu nó nói, các em nó nói, anh thấy thế nào? Con thì con nghĩ là từ cái năm lâu lắm rồi thì chúng con về nhận, và lần đầu tiên đấy thì lần đầu tiên đấy là chúng con đã tin tưởng rồi. Ngày đấy là cụ có về báo mộng cho con, thì con tin lắm, cho nên là con bảo chúng nó, bảo ai tin thì tin, ai không tin thì thôi, thì chú cứ đứng lên chú xây, đứa nào đóng góp được bao nhiêu đóng góp. Không, cái thằng cháu ngũ đại của cụ ở trong thành Đà Nẵng ấy, thằng nó đóng góp nửa đấy, mỗi thằng đấy thôi, mấy vợ nó chồng đóng góp nửa đấy, còn bọn kia bán bỏ hết. Con nhớ chưa? Không tin. Nó còn gọi điện vào tận Đà Nẵng, nhưng thằng Đà Nẵng bảo thôi không biết thế nào, nhưng chú đứng lên thì con, ông ấy cứ đứng ra rồi ông con mình cùng nó. Nó nói câu đấy. Nếu phải mộ cụ nhà mình là cái tốt, không phải thì cháu cũng thêm vào với chú. Thế chứ nó không bán bỏ. Nhưng mà nó cũng không về. Có vợ nó về. Thì vợ nó thôi, tao bảo nó chứ tao bảo vợ nó đâu. Nhá. Thế nên là thôi không về, nhưng nó cũng có tâm. Con nhớ chưa? Còn bây giờ đi, anh không phải anh đi xem bảo là người ta lừa anh. Hay chúng tôi có báo cho anh thì anh về anh nhận được ra thôi. Nhớ chưa? Bây giờ bố mẹ anh già rồi, bố mẹ anh chết rồi, bây giờ móc ai ra mà chỉ mồ mả. Chỉ biết là các cụ về báo là cánh này thôi. Con nhớ chưa? Thế thôi, anh có tâm thì có phần. Anh điện vào trong Đà Nẵng cho tôi cảm ơn nó cái tiền lửa, cái phần mộ đấy. Anh điện cho em xin lửa cuộc. Anh báo cáo với sếp Cường là em cám ơn. Vâng, một văn nha. Cô ơi, xem cái nhà con đang chuẩn bị làm bây giờ. Đã gần xong rồi, chuẩn bị làm móng. Xong rồi xem cho con một cái móng đấy, xem là làm bằng ngày nào, và làm cái đất đấy có được không ạ? Anh đang làm đấy. Anh Mười đứng lên gì? Dạ, con làm lại nhà ấy. Để nhà con nhà Mười chứ cần gì. Vâng. Tự biết rồi sao chị ngồi yên đấy đi. Cứ chị chuyết cái chuyết mà. Làm nhà cái đất đi, là đất của anh chị được nhà nước người ta cho. Được ấy, anh vừa mua thêm nếm vào đó thì giờ thôi thì anh chị là của đất anh chị, với đất của tiên tó. Thế thôi, giờ anh chị nào gian cửa gian nhà thì các cụ phù hộ cho dỡ xong xuôi đi. Dỡ xong xuôi đi rồi thì bắt đầu là các cụ phục hộ cho, ví dụ thợ thuyền đây không bị ngã giáo. Rồi là đây không chết chóc, rồi xây dựng nó đây mưa thuận gió hòa. Ê, chủ mới thợ thuận buồm xuôi đó, không cãi vã nhau, con nhớ chưa? Thế rồi xây sướng cái nhà, cái cửa cho nó khang trang. Đây thì cháu nghe cụ nhà mình nói chuyện nhá. Này, cụ ở trên chùa ấy. Vâng. Cường hả cháu? Vâng, nó đây. Có phải Cường Linh không cháu? Linh. Vợ nó tên là cái Linh. Cái Hòa. Cái Linh Hòa đấy. Cái này nó không có loa ngoài đâu. Không có lỗ tòa. Vâng. Cụ cảm ơn vợ chồng cháu là đã đứng ra cho cụ một ít tiền để xây mồ xây má. Thì thôi giờ cụ chết rồi, cụ không có gì cả, cụ phục hộ cho các cháu công ăn việc làm ổn định, thuận buồm xuôi gió. Rồi cuộc sống các cháu sẽ phần ấm êm thêm. Còn về bảo mấy cả thằng Cường tính biết chưa? Thì là đây cụ sẽ đổ cho anh em con cháu, nhà cháu sau này. Cụ không có của có cải cụ cho đâu, nhưng mà cụ cho các cháu hạnh phúc bên nhau. Thế rồi đây sống bên nhau rồi chọn đời chọn kiếp. Theo cái máy này của nó cụ không nghe rõ. Cái máy này bé quá con ạ. Bởi vì nó không có lỗ to. Nó bảo cái máy của con không có cái lỗ thổ tả to.
Thế nên cụ chả nghe rõ gì, mày cũng nghe, nghe tao đưa lên tai tao sợ nó giật. Thế số máy của vợ mày đâu, bảo nó bật. Máy của vợ mày đâu? Tao nhớ số đây, tao đọc cho. Hình như ngày xưa có phải cái số chồng mày, vợ chồng mày vẫn dùng cái số cũ là 0986 không đây? À 0989 688. Ta nhớ là cái ngày ấy, đâu đấy cái đợt về xây mộ là 0989 0989 688, tức là ba, một con sáu xong ba con tám, hai con sáu cuối cùng. Máy con nghe được đâu mà gọi lại nhằm đéo. Gươm sành điệu vàng mới vàng tốn tiền, máy nặng như hùm. Nghe được chưa con? Vàng thật đi, vàng giả đấy. Vàng giả đấy. Ừ, ông đang ông đang mời cụ lên để ông hỏi đây, hỏi ra đây về. Đưa đây. Máy của ai đây? Đây đây đây, bây giờ đây cháu nói chuyện với cụ nha. Bật ra ngoài đi cái. Có luôn cụ ạ, có. Có mời cụ ạ. Máy của cháu à? Ôi giời, cái thằng kia mày không có số của nó à? Không có. Sao nó không có? Cháu xa. Hả? Bố có rồi. Bố có, con không có à? Ui giời, đúng là đầu khỉ chó. Có phải Cường không cháu? Ừ, cụ cảm ơn cháu. Vợ chồng không có nhiều cho cụ thế là được rồi. Thế cụ đang cảm ơn các cháu rồi là từ nay trở đi cụ sẽ vào trong đây cụ độ cho nhá. Ừ, thế anh cho chúng tôi màu mã đẹp thì tôi phải cho anh được hạnh phúc. Thế còn đây con cái cháu chắc tôi phù hộ cho nhiều. Cái máy này to, như tiếng to nhưng này to quá, chẳng lặng quá. Thế còn đâu là về đây màu mã các cháu ai không tin, các bác các chú không tin thì thôi. Còn vợ chồng con mới lại cùng vợ chồng nhà Hùng đây tập trung xây gây dựng thế là ta cảm ơn nhiều lắm. Thế còn bây giờ đây chúng ta không biết lấy gì cảm ơn các cháu thì chỉ cho các con các cháu ăn học cho lên người. Thế đợt này ta đang tính là cho cháu Huy xuống đây ở với các cô. Cho cụ cho cháu nó cũng ở trên đây cho cháu đi làm công tác này cũng có được không chứ? Cũng cho con lấy cái vợ nữa không được. Cha chứ bố mày không được ở thì lấy vợ thằng đẻ với nhau. Cho nó ở trên này nó lấy vợ nữa. Mười nhỉ? Con trai nhà mười. Dạ. Điếc à? Không, con đang nghe đấy. Nó già nó đã điếc. Đây, con nhà lớn này bảo là cho con xây thêm vợ nữa. Mà phục hộ cho chúng nó ngoan như thế rồi mà vẫn bảo là các con nhà con chưa ăn thua gì. Không nghiện ngập, không chơi bời, không hút ít. Học hành nên người, thăng quan tiến chức, sinh con sinh cháu cho thuận buồm suy gió. Cũng cho nó thêm là con trai nữa. Mà lại quản đấy vừa rồi mới đẻ mà. Vâng, cũng cho con trai của con trai nữa. Con trai con trai mà chuẩn bị lao thì sang năm 2 năm nữa cho nó. Con trai bây giờ có hai con gái. Thì vừa rồi đẻ mới đẻ phải để cho nó khô máy nó chắc cao rồi mới cho chứ. Chứ vừa mới đẻ thêm có phải không hả con nhà mười? Cũng phải để cho nó dốc dốc. Đúng là đây nó tham quá cơ. Giờ đây con nó còn nhỏ thì cứ để cho từ từ. Khi con nó trưởng thành rồi thì là ấy lớn lớn độ 3-4 tuổi hay là 2 tuổi là cũng mới run rủi cho đẻ hết. Bây giờ đây này đẻ luôn như thế vợ mới chữa khô lò. Dạ, dạ, xin lỗi cụ ạ. Huy ít chứ ạ? Còn mày lấy thêm vợ thì cụ không thích đâu. Con có lấy được thêm vợ không cụ? Lấy thêm vợ để con kia nó cho cả họ nhà cụ biết đây à? Để con lấy cụ. Không, sống với vợ cho chọn đời chọn kiếp cháu ạ. Giai gái hay không không quan trọng mà là do cái hồng phúc, cái tâm cái đức nhà mình. Vâng, con lấy cụ. Vâng ạ.
cháu cứ sống làm sao đúng đạo lý làm người như bố mẹ cháu. Con nhớ chưa, dỗ Tết biết nối về thăm các cụ này. Họ hàng không ai nhỏ ngó nhưng bố mẹ cháu vẫn nhìn các cụ này. Con nhớ chưa? Thế thì ngày nay các con mới có ăn có học bằng người ta được. Chứ còn nếu sống bạc không bao giờ kết cục các con được như thế này đâu. Đây con nhà Mười ạ. Hùng ạ. Đấy, thế nên là các cụ chết rồi lúc nào cũng ủng hộ cho các cháu. Còn tuy là chúng tôi không phải là còn sống để bảo là tâm sự tình cảm, đi gặp các cụ là phấn khởi, để lên tâm sự là các cháu bên đấy thuận buồm xuôi gió, công việc làm con cái đề về đúng màu đúng mã, đừng bao giờ nghĩ sai các cô. Con nhớ chưa? Giúp một người thì các cháu xây 7 tòa tháp. Nếu đúng mộ nhà mình là cái tốt, không đúng mình thì cũng coi như đi làm phước. Chứ đừng bám bổ như các cháu, đây nữa là mộ nhà mình. Nhớ chưa anh? Dạ, cô ơi, con xin lỗi cụ, con hỏi, con hỏi thêm tí, con quên mất. Con cái mộ cái thằng người tại gia của con, chúng con làm như thế, con có được thế, nhưng chúng con làm như thế. Các cháu làm mới làm vì tâm, được đã được chưa? Được rồi. Nhưng mà thằng này thỉnh thoảng dỗ Tết cháu phải về. Con về luôn nữa. Nhá, về thắp cho các cụ lên nha. Bây giờ thì người ta bán bổ các bác bán, các em nó bán, các anh nó bán, cháu mình bán. Thì sau này cụ hứa cụ sẽ cho mày thằng Bùi dài giấy xẻ để nối dõi trong đường cho bố mày. Thế nào đồng chí Hùng? Dạ, chúng con cảm ơn cụ. Có sướng không? Dạ. Thế tôi đỡ cho con cái anh ngoan như thế anh mới bảo mới tạm tạm. Thì chả biết là anh làm tạm là như thế nào. Thì đứa con bảo ngoan nữa cũng không bảo ngoan. Không nghiện ngập, không chơi bời, không hút hít. Con nhớ chưa? Không phá ra chi tử. Thì lấy đâu ra mà hư. Thế thì bảo cụ ơi cảm ơn cụ nè. Các cháu thôi thì các cụ phụ hộ cho là đây chúng mong lớn khôn rồi lấy vợ sinh con đẻ cái rồi thì cô độ cho các cháu thêm. Chứ đừng có nghĩ chữ tạm tạm. Cô cho con hỏi thêm vợ chồng cái thằng lớn nhà con này, cụ thấy chúng nó thế nào? Cụ thấy đợt này buồn lắm. Không được nó thế nào? Thứ nhất là vợ chồng Hướng cái gì? Vâng ạ. Chứ không phải vợ chồng Huy cái gì? Vâng. Cụ thấy nói thật ra các cháu lại lè lè cụ. Thằng Hướng thì công việc của nó đợt này trục trặc lắm cháu ạ. Thế cũng phù hợp nó chứ. Thì các cháu về bảo nó là thắp lên nhang lên, đi đâu cũng thành tâm cụ độ cho. Có vận có hạn cụ độ cho, cụ đỡ cho. Không cho các cháu nó vận hạn là được. Thế còn đây thăng quan tiến chức tôi sẽ độ thêm cho các cháu. Thế còn nhà cửa xây sướng thì anh làm xong dỡ xong rồi thì anh dự tính là làm xong tháng 4 này hả? Dạ, mấy hôm nữa là con đổ móng đấy. Thì là cháu là đứng ra gì? Vâng. Thì thôi cháu đứng ra cũng được. Thế cái nhà đấy là không, mượn tuổi chứ ạ. Nhà con mượn tuổi đứng lên làm nhưng mà mượn tuổi, nhà con không được tuổi, con mượn tuổi đấy. Con thì chủ trì làm nhưng mà năm nay không được tuổi. Thế nên là anh với tôi mới hỏi. Chứ lên là anh bảo là anh làm thì tôi làm tháng 4. Thì tôi định nói là nếu anh làm vào tháng 4 mà tuổi của anh thì sau này thì con cái nó sẽ đi vào đường vận hạn tai lạc như tục. Còn nếu anh mượn tuổi trong tháng 4 này thì anh không có sợ gì các cháu vận hạn tai ương hết. Còn vợ chồng cháu Hướng tôi cũng sẽ cố gắng làm sao cho nó hòa thuận. Thì là để cho anh chị già rồi đỡ phải sầu tâm. Thế được chưa? Thằng Huy cũng thế con nhá. Công việc của Huy thế nào? Công việc của Huy thì cũng ổn. Nó làm con thì thế vừa anh nói rồi còn nói thế nào nữa. Con cần thế thôi. Bây giờ nó cứ bằng lòng cái số phận được như thế này con ạ. Sau đó còn hai đứa con nó cũng bù chi bú chít cho con gái nó hai em trong lớn học giỏi. Thế giờ mai mốt cũng cho thêm đứa cháu nữa được chưa? Thế là sướng không? Không cần gì phải ghê của cái mà. Cụ cho con hỏi thêm tí. Chúng con này còn là thêm tí là lại thêm tí nữa. Không, việc này quan trọng, việc quan trọng. Chúng con với lại cái cháu ở trong Đà Nẵng ấy, còn vừa có ý tưởng, ý định như là muốn củng cố lại cái mộ của cụ Năm ấy. Cụ Năm ấy thì anh với cả bác Cường cái gì? Vâng. Thì cũng thấy là từ từ hãng làm. Yeah. Năm nay anh chỉ làm được một việc lớn thôi. Wow. Năm nay mà anh làm hai việc lớn. Năm nay kim lâu không làm.
mồ mả trái nghĩa đi vâng. Mọi người đồng không, con hỏi thế thôi, chứ định là sang năm mới làm cơ. Sang năm, thì tính sang năm. Vâng. Còn năm nay cứ biết làm sao lo cho các cháu này. Vâng. Rồi hạnh phúc, rồi vợ chồng ấm êm cơm hay thăng quan tiến chức các cháu về. Bố ơi, mẹ ơi, vợ chồng các cháu hòa thuận, không cãi nhau. Đấy là món quà cụ tặng vợ chồng cháu rồi. Dạ. Con nhớ chưa? Dạ. Chứ không phải như cái thằng bé vừa giờ cứ vinh vinh cái mặt lên. Vài cái đồng tiền mỡ lỏng nước ngoài chưa phải là to. Dạ, con nhớ chưa? Nó còn đi học mà cụ. Là tức là cụ nhìn cái con người ta ấy. Con nhớ chưa? Thì đây cụ bảo con cháu nhà mình nó không thế. Đấy cái còn tiền nước ngoài, còn cháu nhà lội nhà mày, các cháu lội cháu ngoại, các cháu xa gần thì có tâm thì chẳng ai ta cướp mất. Còn của thì mày ăn, nhà mày ở. Con sống tốt thì độ cho con cái khỏe mạnh thăng quan tiến chức, đấy là món quà tôi cho. Chứ còn như tôi nói như cái thằng vừa giàu như nào thì của không có, tiền thì không biết, nhưng mà trong người thì cứ như cái que mà hay coi thường, con nhớ chưa? Tức là lời giống đấy không phải là thực tế. Chúng tao nói thật, tao mỗi nào phụ nữ cái tao đẻ cái lời giống mà bất hiếu thì tao bóp chết. Thế nên là đây các cháu về cứ yên tâm đi. Cô ơi, con xin cụ tí nữa. Nhà con này này. Cứ bị mất ngủ đi ạ. Ngủ nhiều bệnh vặt lắm mà không ngủ được. Đơn giản lắm. Cụ phù hộ cho. Tao bảo mỗi cái này. Khỏe để con trông cháu. Bây giờ không có gì cả. Bảo thằng Hướng, thằng Huy, hai anh em chúng nó có khó khăn cái gì đi về quê tìm cái cây cối xay. Vâng. Sao vàng hạ thổ đấy lên đun nước uống. Gớm ngủ quá trâu. Con nhớ chưa? Mỗi thế thôi, không thuốc nào chữa được đâu. Thế là cô phù hộ cho mình. Anh có 10 năm không ngủ, 100 năm không ngủ, anh uống một thời gian cái đấy nó ngủ luôn. Chứ đừng hạt sen đi dĩ cái lòng cái đấy không làm gì được. Mỗi cái cây ấy, cối xay ấy. Là đây sao vàng hạ thổ uống là mẹ cháu ngủ được thì nó mới không ra đau đầu. Mẹ cháu không đau đầu mà mẹ cháu không mệt mỏi. Nhớ chưa? Còn tôi phù hộ, anh nắm mồm lắm. Một tí, hai tí, ba tí, bốn tí, mười tí rồi đấy. Ôi, cô phù hộ chứ không, cho cái thằng cu cháu bên Mỹ nha, chứ không bị dịch. Không, chắc của cu là không bao giờ bị. Tối nào nó trả điện về nhà. Dạ, vâng, không có sao cả. Các cụ nhà, tất cả cụ nhà mình dưới có thiếu cái gì không ạ? Không, các cụ thấy, nói thật là này. Quần áo mặc cũng ngày một năm, một vài bộ. Nhưng ấy là hạnh phúc nhất. Con anh nó ngoan, nghĩ đến chúng tôi, nó không bán bỏ. Mà bản thân anh cũng ghê là cách đại thật, nhưng mà anh cũng chưa bao giờ bán bỏ đầu tiên. Thế nên đấy là món quà tặng các cụ đầy đủ. Nhớ chưa? Thế thôi, còn đây đi mua cái quà làm gì cho nó làm như thế này. Đây là tiền để mai mốt tham quan tiến chức đây. Không, mà lấy đấy là lấy con nữa đấy. Lấy cái thằng cuối dài trái xẻ gì? Thằng cu nhá. Tôi biết rồi anh Huy ạ. Dạ. Thế được chưa hả anh cu Hùng? Dạ, chúng con thì còn cũng muốn hỏi cụ nhiều lắm, nhưng mà sợ đây cụ lên đây nó cũng mệt mỏi rồi. Không phải lên mệt mỏi, mà con nhường mỗi người một tí, mỗi nhà một tí cho ta phân khởi. Ôi, để con nhiều nhà người ta còn khổ hơn nhà mình. Nhớ chưa con? Dạ. Ê lên là ta lên, ta thấy cụ kia cụ vào cụ quậy không thấy thì ta lại phi vào luôn. Để ta đi tìm các cháu. Mọi người bảo là đây, về rồi tao nhìn thấy chưa về, ta cứ vào. Chào các cụ nhá. Dạ, con biết tất cả chúng gia đình con. Cả gia đình như là hôm qua chị Tấn. Dạ. Ở nhà. Dạ. Chị đặt lên bàn thờ hai tờ xinh nét. Dạ. Chị bảo các cụ ơi, mai con đi con tìm các cụ con biếu. Dạ. Hai cái tờ hôm qua ấy hả? Dạ. Đây là hai cái tờ mẹ mày đặt đấy. Dạ vâng, cảm ơn cô. Ê, còn đây cháu ở lại đi. Mai mốt già yếu người ta phục họ cho, nhưng khi động thổ làm nhà, cháu bảo người ta vuốt móng và thông thủy ở giữa trước. Sau này đường đời con cái không bị trắc trở về làm ăn, không sinh ra vận hạn ốm đau, hoặc là xây nhà xong cứ tự nhiên ốm đau. Nhớ chưa? Thông thủy trước, tức là ta phải là động thổ ở giữa trước. Ba nhát xong rồi ba nhát. Thì là sẽ thông thủy được thì các cháu mới bình yên.
sau đó cái giờ đồng hồ đấy con mượn tuổi người ta, con phải tránh mặt một tí. Không đừng đấy mà xem người ta động thổ là vẫn tính là tuổi con đấy. Vâng, vâng, vâng. Cô ơi, cái chưa? Cái cuốc móng cho con cuốc rồi, giờ chỉ cần đổ móng thôi, cuốc cho con cuốc rồi. Thì bây giờ đổ móng cũng phải không thủy, làm cái gì cũng phải không thủy ở giữa trước. Lên tầng 2, tầng 3, tầng 4 đều phải đổ giữa trước. Đấy, người ta gọi là thông thủy. Thế chào các cụ. Cái này con là cụ gửi cho thằng tài ra cho con lúc nào cũng cho nó lên. Con đây nào tí nhá. Cái của mũ cho tôi đây. Dạ. Con nào cũng cho thằng bé tẩy ra cho nên nó chết. Thế anh đã mà đủ tuổi đi các cụ chưa? Úi giời. Cũng cho con sống 250. Dạ, 250 rồi. Cũng về cho bố con lại bế thằng cu chứ. À, thế thôi. Mẹ cả làm sao anh cứ phải đẻ cho tôi một thằng con trai mà mua già thì giải trẻ đấy. Thế bố thì nghe cụ nào cũng cho bố. Con, nào cũng cho con gọi thằng tẩy ra thì được. Rồi, còn ngày tuần sau rồi tôi sang Mỹ. Vâng. Yeah, thì xem cháu nó học thế nào. Vâng. Chào các cô. Vâng. Tôi không lên Hà Nội đâu. Vâng. Tôi về Thái Lọ. Vâng. Con bên ngoại con xây thế được chưa cô ơi? Anh nào bên ngoại thì nhá. Đủ nhá. Dạ. Còn anh cứ về Ba Đình việc của nhá. Dạ. Chào các cô. Dạ. Còn đây cô Bích nhà anh cũng ngồi kia kìa. Này cô. Em rửa được. Này cô.